Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em tới lớp 8 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Chúng tôi xem bài giảng Hề Liêm như các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nhé. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 4 phép nhân đa thức. Hôm nay mình sẽ học tiếp số 3 trang 21. Như vậy là hôm trước mình học tiết 1, 2 giờ. Em mà chưa xem tiết 1, 2 thì các em có thể vào kênh Hề Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát tới lớp 8 kết nối tri thức các em xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiết số 3. Mình sẽ làm tiếp phần bài tập câu 1.27. Giờ làm tính nha. Giờ mình sẽ làm câu A trước nha. Mình sẽ viết là cái đề chứ. X bình phương trừ x đi. Cộng 1. Nhân cho x đi. Cộng 3. Ở đây không có dấu gì thì mình hiểu là dấu nhân nha. Xuống dần bằng. Bây giờ mình sẽ nhân phân phối vô. X bình phương nhân cho x đi. Cộng cho x bình phương nhân cho 3. Trừ. Bây giờ mình sẽ lấy trừ x y nhân cho trừ x. Trừ nhân cộng là trừ để dấu trừ bên ngoài. X y nhân x đi. Giờ trừ x y nhân cho 3. Trừ x y nhân cho 3. Tiếp theo là cộng cho 1 nhân x y. Cộng cho 1 nhân 3. Giờ x bình phương nhân cho x y sẽ là x ly thừa 3 nha. X ly thừa 3 y. X bình phương nhân 3 là 3 x bình phương. X y nhân x y là x nhân x là y bình phương, y nhân y là y bình phương, x bình phương y bình phương. Trừ x y nhân 3 là 3 x đi. 1 nhân x y là x đi. 1 nhân 3 là 3. Xuống dần bằng. Giờ như giờ mình thấy là có cái nào đồng diện không? Mình thấy chỉ có hai này đồng diện thôi, đúng không? Như vậy ba cái này mình sẽ vượt lại. Giờ hai cái này thì mình sẽ nhóm lại một tịch, đúng không? Như vậy là cộng mở ngoặc trừ 3 x y cộng x y mình sẽ nhóm lại xuống dòng. Giờ mấy cái này mình sẽ viết lại. Trừ 3 x y cộng x y là còn lại trừ 2 x y cộng 3 là đúng không? Như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ mình sẽ làm câu B. Mình sẽ viết lại cái đề trước nha. Y bình phương, y bình phương. X bình phương y bình phương. Trừ cho 1 bằng 2. X y. Cộng 2. Nhân cho. X trừ 2 y. Giờ xuống dòng bằng. Bây giờ mình sẽ nhân phân phối vô. Nhưng mình sẽ lấy x bình phương, y bình phương nhân x. Giờ x bình phương, y bình phương nhân cho trừ 2y. Cộng nhân trừ là trừ đẩy dấu trừ vô ngoài. Mình sẽ lấy x bình phương, y bình phương nhân cho 2y.
nhưng chưa hay. Tiếp theo lấy trừ 1 phần 2 x y nhân cho x, trừ 1 phần 2 x y nhân cho x. Tiếp theo lấy trừ 1 phần 2 x y nhân cho trừ 2 y, trừ nhân trừ là cộng, ở đây mình viết dấu cộng luôn nha. 1 phần 2 x y nhân cho 2 y. Giờ tiếp theo mình sẽ lấy 2 nhân x. Giờ 2 nhân trừ 2 y, để dấu trừ ra bên ngoài, 2 nhân 2 y. Giờ xuống dòng bằng. Giờ y bình phương nhân x là x thừa 3, y bình phương lại x thừa 3 y bình phương. Dấu trừ ở đây viết lại. Giờ số 2 mình sẽ đem ra ngoài chiếu. Y bình phương viết lại. Y bình phương nhân y là y thừa 3. Dấu trừ viết lại. 1 phần 2 viết lại. X nhân X là Y bình phương. Y viết lại. Cộng cho 1 phần 2. Ở đây mình có là 1 phần 2 nhân cho 2 là 1. Đúng nè. Như vậy mình sẽ bỏ 1 phần 2 này luôn đi. Tiếp theo sẽ là X viết lại nè. Y nhân Y là Y bình phương. 2 nhân x là 2x trừ 2 nhân 2 là 4, 40. Giờ mình thấy là không có hàng tử nào đồng dạng với nhau nên sẽ dừng lại đây, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu 1.27 nhé. 1.27 các em hiểu bài, các em xong khích video phải biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu 1.28. 1.28 người ta kêu mình giúp gọn biểu phức sao để thấy rằng giá trị nó không phù hợp giá trị của biến x nha. Giờ bây giờ mình sẽ đi giúp gọn biểu phức này. Giờ trước hết thì mình sẽ đi viết lại cái đề chứ. X trừ 5 nhân cho 2x cộng 3 trừ cho 2x nhân cho x trừ 3 cộng x cộng 7 bằng. Mình sẽ nhân phân phối vô, mình sẽ lấy x nhân cho 2x cộng cho x này mình sẽ nhân cho số 3 trừ trừ 5 nhân cho 2x trừ trừ 5 nhân cho 3 trừ 2x nhân x. Ở đây mình sẽ có trừ 2x nhân cho trừ 3, trừ nhân trừ là cộng, 2x nhân 3 cộng x cộng 7 rồi. Xuống dòng vào số 2 mình sẽ để là x nhân x là y bình phương, x nhân 3 chính là 3x. Giờ 5 nhân 2 là 10, 10x trừ 10x. 5 nhân 3 là 15. Số 2 viết lại. X nhân x sẽ là y bình phương.
Rồi, 2x nhân 3, 2 nhân 3 là 6, 6x cộng x cộng 7 là xuống dòng 3. Giờ bây giờ mình sẽ nhóm những hàng tử đồng dạng với nhau. Trước khi nhóm lại thì mình sẽ đưa những hàng tử đồng dạng lại gặp với nhau, sau đó mình sẽ nhóm lại. 2x bình phương trừ 2x bình phương, nhóm. Mình sẽ di chuyển gần nhau, sau đó mình sẽ nhóm lại. Giờ x 3x trừ 10x cộng 6x cộng x nhóm lại. Mình sẽ di chuyển gần nhau, sau đó mình vô nhóm lại lên. Chờ nó nha. Giờ trừ 15 cộng 7 nhóm lại luôn. Giờ hai cái này trừ nhau bằng 0. Như vậy mình sẽ có 3x cộng 6x là 9x cộng 1x là 10x. 10x trừ 10x bằng 0 luôn. Trừ 15 cộng 7 bằng 8. Kết quả sẽ là 18. Như vậy mình thấy là biểu thức này kết quả sẽ bằng 18, nên sẽ không phụ thuộc vào biến đó. Vậy mình kết luận là giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến. Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến. Giá trị của biến. Mình thấy là biểu thức này luôn luôn có bằng âm tan. Đúng rồi. Nên sẽ không phụ vào biến nha. Vậy giá trị của biểu thức không phụ vào giá trị của biến. Như là mình sum có 1.28 nha. 1.28 kem hiểu bài, cái sum hết video, hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu 1.29. 1.29 người ta kêu mình chứng minh đẳng thức sao. Như vậy để chứng minh đẳng thức này mình sẽ đi giúp gọn quy trái, sau đó mình sẽ giúp gọn quy phải. Thì mình xem chúng có giống nhau hay không, thì có nghĩa là chúng sẽ bằng nhau, đúng không? Như vậy mình sẽ đi giúp gọn quy trái trước nhé. Quy trái bằng 2x cộng bậc y nhân cho 2x bình phương cộng cho x đi cộng chia cho y bình phương. Giờ bây giờ mình sẽ chia nhau phân phối, mình sẽ lấy 2x nhân cho 2x bình phương. X nhân cho x đi. 2x nhân cho x đi. Giờ ở đây là cộng nhân trừ là trừ, để dấu trừ ra ngoài. 2x nhân cho y bình phương. Giờ cộng y nhân cho 2x bình phương. Giờ tiếp theo là y nhân cho x đi. Và trừ y nhân cho y bình phương, để dấu trừ ra ngoài. Y nhân cho y bình phương. Xuống dòng vào. Như vậy là 2 nhân 2 là 4. X nhân y bình phương là x đi cơ 3. Giờ số 2 viết lại. X nhân x là y bình phương, y viết lại. Giờ trừ 2x y bình phương viết lại.
Rồi, hãy đường phương y viết lại. Giờ ít viết là y nhân y là y bình phương, ít y bình phương. Giờ y nhân y bình phương là y ly khử 3. Giờ mình xem những hàng tử nào đồng dạng thì mình sẽ viết lại. Mình sẽ nhóm lại, đúng nè. Trước khi nhóm lại thì mình phải di chuyển gần nha. Mình xem hai hàng tử đồng dạng nào mình sẽ nhé. Di chuyển lại gần nhau, sau đó mình sẽ nhóm lại. Mình sẽ có hai ít bình phương y với là hai ít phương y. Mình sẽ di chuyển lại gần nhau, sau đó mình sẽ nhóm lại luôn. Giờ trừ ít y bình phương cộng ít y bình phương nhóm lại luôn. Xuống dòng vào. Giờ 4x ly khử 3 viết lại. Hai ít bình phương y cộng hai ít bình phương y là 4x bình phương y. Giờ trừ 2x y bình phương cộng x y bình phương còn lại là trừ x y bình phương. Trừ y ly khử 3 viết lại, y lập phương viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ tính quay phải. Mình sẽ viết lại quay phải nha. Như vậy là 2x trừ y. Hai x bình phương y, hai x bình phương cộng cho 3x đi, cộng cho y bình phương. Giờ mình sẽ nhân phân phối qua, 2x nhân cho 2x bình phương cộng cho 2x nhân cho 3x đi cộng cho 2x nhân cho y bình phương trừ y nhân cho 2x bình phương trừ cho y nhân cho 3x đi trừ cho y nhân cho y bình phương. Như vậy là 2 nhân 2 là 4, x nhân y bình phương là 4x ly khử 3. 2 nhân 3 là 6, x nhân y là y bình phương, y bình phương y. Giờ 2x y bình phương trừ đưa số 2 vào trước, như vậy là 2x bình phương y. Giờ đây là 3x là y nhân y là y bình phương trừ 3x y bình phương. Giờ y nhân y bình phương là y ly khử, y ly 3. Y nhân y bình phương là y ly khử 3, xuống dòng 3. Giờ mình sẽ nhóm những hàng tử đồng diện. Mình sẽ di chuyển gần nhau, sau đó mình sẽ nhóm lại nha. Mình xem có những nào đồng diện. 6x bình phương y trừ 2x bình phương y. Mình sẽ di chuyển lại gần nha. Sau đó mình sẽ nhóm lại luôn. Giờ 2x y bình phương trừ 3x y bình phương nhóm lại luôn. Giờ 4x ly khử 3 viết lại. Giờ 6 trừ 2 bằng 4, 4x bình phương y. Hai trừ 3 là còn trừ 1, trừ 1 không cần ghi, như là kết quả là trừ x y bình phương trừ y ly khử 3 viết lại. Như vậy mình quan sát quế trái sẽ bằng
4x ly thứ 3, 4x y bình, 4x bình phương y trừ x y bình phương trừ. Mình thấy quý phải cũng bằng nhau. Nhưng kết luận là hai cái đẳng thức này sẽ bằng nhau không? Quy có cùng chung kết quả, đúng này. Nên mình kết luận là quả quy trái sẽ bằng quy phải. Đúng rồi này. Quy trái sẽ bằng quy phải. Mình đã chứng minh xong. Như vậy là mình xong câu 1.29 nha. 1.29 kèm theo bài, các em sẽ bấm khích video, thầy biết kèm theo bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho ông bè cùng xem. Và em mà cho đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nha.